Chào anh em, chào các bác. Tiếp tục em quay cái cặp loa Beoner CS99A. Hôm trước em về là để nguyên một mạc ha. Hôm nay là dọn thùng sạch sẽ đẹp đẽ cho anh em và mời anh em xem sau khi em dọn thùng nó như thế nào, nó đẹp đến mức nào. Thì cái công đoạn này là ít khi nào quay cho anh em ha. Chủ yếu là bên em là giới thiệu và nói thì thực tế cho nó anh em thấy rõ. Thì chẳng qua dọn thùng là một cái bước mà phải làm trước khi đến tay anh em, tại vì không dọn về nó xấu quá, nó cũ kỹ anh em nha. Đó thì phải dọn lại, anh em nhìn nó mướt rượt không, đẹp đẽ gọn gàng sạch sẽ ha. Cái gì cũng vậy, em nói thẳng với em không có giấu giếm anh em, và nó là phải như vậy tại vì nó 4-50 tuổi rồi. Nếu mà chúng ta không dọn thùng thì làm sao nó đẹp được, tại có chỗ đậm, chỗ lợt, chỗ móc, chỗ trầy hả, mình thấy cái nóc ở trên là nó dơ, nó trầy, nó móc đúng không? Đó, bây giờ nó đẹp đẽ nè, nhưng là đây là mình chỉ xả cái lớp gỗ bên ngoài cho nó láng mịn rồi mà mình phun PU ra đó cho nó đẹp, nó láng ha. Cây một mặt kia nó cũng phải vậy, người ta cũng phải làm thôi. Đó, chủ yếu là hôm nay là xong xuôi rồi quay cho anh em nè. Đó ha. Đó, tất nhiên là nó phải đẹp rồi, em đừng hỏi cái thùng xấu đẹp nữa nha. Đó, có nhiều cặp hôi thùng xốp chưa đắt đẹp, giờ đoạn em dọn lại đã đẹp hơn nữa. Đó, nó rất là đẹp. Đây, và 99 FP bên em là bán chỉ bán hàng xịn, không bán hàng lên. Lên là gì? Có nghĩa là hàng trơn, không có chữ FP. Nó đem đóng chữ FP lên, nó bán cho anh em để mắc hơn gần cái chầu cũ. Đó, nó như thế. Đây, à, anh em thấy là hởm sao nó sần, nó sùi, nó tróc ha. Và giờ cái phun lại là nó đẹp, anh em thấy không? Đó, phun sơ thôi, không có làm quá nhiều anh em nhé. Làm là mình phải giữ lại được cái nước đẹp của nó như thế này. Đó, phải giữ lại cái gì mộc mạc cho nó. Đó, đó. Và mình làm anh em thấy là vân nó nổi lên rất là đẹp, chứ không phải làm xong cái mất luôn cái vân là xấu quắc ha. Có nhiều xưởng đóng lo nó đóng xong nó chài xong nó phun luôn, mất tiêu cái vân không có ra, không có vẽ ra được cái vẻ vân của ta như thế này. Đây là mình làm nước, mình giữ giống như mình làm mộc anh em nha. Có nghĩa là làm cho cái nước vân gỗ nó nguyên mộc mạc nó lên. Đó, mới gọi là đẹp. Đây anh em thấy không? Quá đẹp. Rồi, và nói về loa. Thì loa em bao anh em là toàn bộ là zin nha. Không có sửa chữa, không có quấn ở đây anh em nha. Đó, cái này là đẹp keng luôn đó. Như mới thùng xốp, bỏ được đó. Còn cái bên đây là cái mà em nói mũi là nó có cái bớt này. Cái này thay vì em sơn thôi, em để riêng về luôn cho anh em. Không có sơn. Đó, không có làm. Chỉ làm cái vỏ thôi. Đó, và giá nó là tốt anh em nha. Thì cái cặp loa này á, em báo em là 38 triệu ha. Hôm nay cái mũi này em để nó vậy đi, em bán rẻ cho anh em thêm 1 triệu nữa, anh em mình vui vẻ à, nhanh gọn lẹ, quá giá quá là tốt rồi à, là 37 triệu anh em nha. 37 triệu đây, căng lưới thằng em nó đang dọn này nè, anh em xem nè, căng lưới là đẹp long lanh đó, căng lưới nè à, rin nha, chứ không phải là lưới thay vải, là vải rin luôn anh em nha. Đó, vải rin luôn nha, logo ta mát đầy đủ, các cái bắt chéo này là không thiếu một miếng ha. Đó rồi, thì 37 triệu cho cặp loa Beoner CS99A, chuyển khoản đủ em bao phí ship à, ship cọt em cọc với em 20% giá trị sản phẩm. Chứ bây giờ anh em mà bỏ tiền ra mấy cặp nó dọn lại nó làm lại vô, giờ em giao đi, nó ra ngoài nó làm cái mũi lại ha. Thật ra cái mũi là nó đi che cái cổ con, nó không bị bụi bầm vào thôi, chứ nó chả ảnh hưởng gì tới chất âm, anh em lưu ý. Nhưng mà mình muốn nó hoàn mỹ, nó đẹp quá thôi, cái này em không làm, nhưng mà đem ra ngoài bán cho anh em rẻ, cái này ra ngoài anh em làm cái mũi lại là bán được vài triệu nữa rồi em, mà cái mũi tốn nhiêu, 100k nha. Rồi đó, anh em yêu cặp Beoner CS99A gọi ngay cho em nha, một cặp duy nhất thế này. Em nhìn vân là em biết cái loa của mình rồi ha, khỏi đạt đầu nữa hết á, khỏi số seri, nhìn cái vân là cái số seri rồi. Rồi chào anh em nha.